Titan Cameraman bị Skippy Toilet ký sinh điều khiển. Tộc Lockman xuất hiện với chiếc mũ cool ngầu và năng lực ngưng động thời gian cực kỳ bá đạo. Một mình Titan Lockman có thể cân cả tiến sĩ Skippy và Z-Man. Ủa, con Skippy Toilet này là thể loại gì đấy? Sao nó lạ vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là ai? Và tôi là đâu? Chào các bạn, lại là Bum đây. Bạn đang nghe về Skippy Toilet đa vũ trụ chứa, nơi những anh chàng Clockman đóng vai trò là nhân vật chính trong cốt truyện. Không chỉ ngưng động thời gian, tộc người này còn có thể quay trở lại quá khứ, đặc biệt là điều khiển bọn Skippy Toilet làm theo ý mình. Chất lượng hình ảnh và âm thanh sống động mượt mà không thua gì bản gốc. Cốt truyện xây dựng liền mạch, mỗi tập phim chỉ cách nhau 3 đến 4 ngày. Người xem không phải chờ đợi lâu, chưa dừng lại ở đó, còn rất nhiều điều hấp dẫn và thú vị khác xuất hiện trong Skippy Toilet đa vũ trụ. Bum đã xem hết 8 tập phim và phải thốt lên rằng, wow, tuyệt vời vậy sao? Vì vậy, video này Bum sẽ review về Skippy Toilet đa vũ trụ để bạn có thêm một lựa chọn khác mà giải trí. Không cần phải ngồi chờ đa phút Bum mòn mỏi nữa. Thêm một cái hay ho để xem thì ngon luôn chứ có gì đâu. Ví dụ như nhìn anh chàng Titan Clockman này xem, ngầu thiệt sự. Tạo hình của anh ta không khác gì một hiệp sĩ. Mập mập, tròn tròn, dễ thương y như củ khoai tây. Anh ta làm Bùm nhớ đến một game rất hay mà Bùm từng chơi trước đó, chính là Hiệp sĩ khoai tây, một tựa game có cốt truyện hết sức thú vị. Bạn sẽ được hóa thân thành hiệp sĩ và gia nhập vào quân đoàn khoai tây để đánh đuổi các quái vật đang xâm chiếm thế giới khoai tây này. Nghe thì có vẻ đơn giản đúng không? Thế nhưng game này lại ẩn chứa nhiều điều bất ngờ hơn bạn nghĩ đấy. Và mặc dù thao tác thì cực kỳ đơn giản, chỉ cần ghép hai hiệp sĩ giống nhau thành một hiệp sĩ cao cấp hơn để đánh bại kẻ tù. Thế nhưng muốn chiến thắng được các boss thì nhiều khi lại không hề đơn giản đâu nha. Đặc biệt là trong dịp Halloween lần này, hiệp sĩ khoai tây đớp tết một con boss rắn chín đầu cực chiến cực thách thức. Nhìn vẻ ngoài của nó trông ngu ngơ ngơ hề hước vậy thôi, chứ thật ra nó sở hữu kỹ năng bá đạo lắm luôn. Bởi thế sẽ chẳng hòa nếu nó đứng đầu trong những quái vật mạnh nhất mùa Halloween năm nay. Trong sự kiện đặc biệt Halloween lần này, nếu tiêu diệt được rắn chín đầu sẽ đem đến cho bạn nhiều phần thưởng bất ngờ và thú vị lắm đó nha. Và tất nhiên rồi, tạo boss khó thì cũng phải có hỗ trợ. Nhà phát hành đã ưu ái cập nhật cho bạn một hiệp sĩ quý hiếm, pháp sư bằng, xếp vào hàng SSR, có thể đánh bay kẻ thù ngay trong chớp mắt, rắn chín đầu. Hãy đợi đấy. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cùng tải ngay game hiệp sĩ khoai tây để gia nhập vào quân đoàn hiệp sĩ, giải cứu thế giới khoai tây và nhận quà phá đảo Halloween năm nay ngay thôi các anh em. Đặc biệt là game còn đang có sự kiện đạt 5.000 cúp sẽ được phần thưởng khủng đó. Nhớ đừng quên đánh giá 5 sao ủng hộ nhà phát hành siêu yêu chiều người dùng này nhé. Link tải game Bùm có để ở phần mô tả và bình luận. Các bạn hãy tải về và trải nghiệm ngay nha. Còn bây giờ, hãy tìm một chỗ ngồi thật thoải mái, ăn chai Sting, uống bịch snack và chúng ta bắt đầu video thôi. Dom Studio nổi lên như một hiện tượng mới khi anh bắt đầu làm về Skippy Toilet đa vũ trụ. Mỗi video của anh nhận về vài triệu đến hàng chục triệu view. Lý do là thay vì chỉ dựa vào nhân vật Skippy Toilet bản gốc và làm những video fanmade đơn giản nhẹ nhàng, thì anh đã đầu tư rất nhiều vào hình ảnh, cốt truyện và xây dựng hẳn một vũ trụ mới, nơi tập người chính là các anh chàng Clockman đẹp trai, cool ngầu. Giờ thì chúng ta đi vào tập 1 để cùng nhau phân tích cái hay, cái chưa hay ở phim này nhé. Mở đầu ta nhìn thấy Titan Cameraman và Titan Speakerman đang đứng tại London và có ba con UFO Skippy Toilet xuất hiện tấn công vào mọi người. Xét trên phương diện hình ảnh thì tạo hình hai Titan không bằng phiên bản Skippy Toilet bản gốc. Tuy nhiên, chất lượng của video này là 4K thay vì HD như của Đàm Phúc Bùm. Đây cũng chỉ là tập đầu tiên của Dom Studio, còn nhiều thời gian để có thể cải thiện từ từ. Và Dom đã làm rất tốt chuyện này. Ở những tập tiếp theo, chúng ta được chứng kiến những cảnh quay mượt mà, huyền ảo và theo đánh giá của Bùm thì thậm chí còn sướng mắt hơn cả bản gốc. Hãy nhìn thử cảnh này xem. Rồi anh chàng Titan Clockman, rất ok mà đúng không? Câu chuyện được tiếp tục với cảnh một con ký sinh Skippy Toilet tấn công Titan Cameraman. Con này có một chút khác biệt là nó sử dụng mũi khoan ở đít để có thể xuyên thẳng vào bên trong mục tiêu. Vũ khí này rất lợi hại vì khi ký sinh Skippy đá chui vào người thì nó sẽ ăn sâu vào bên trong, không thể lấy ra được, trừ khi giết chết vật chủ. Rất sáng tạo. Tuy là lấy ý tưởng nhưng mà Dom cũng đã cải biên để Skippy Toilet đa vũ trụ có những điểm nhấn riêng.
Titan Cameraman chắc chắn biết việc mình bị ký sinh vĩnh viễn sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Anh ấy quyết định rút một vật nhọn trên người mình để tự kết liễu. Tuy nhiên, hành động này không hiệu quả. Titan Cameraman bay theo lũ Skibidi Toilet và Titan Speakerman đã đuổi theo đồng đội của mình. Bùm xin dành một lời khen nữa dành cho Đông. Anh ấy đã khéo léo xây dựng nên tình huống Titan Cameraman tự kết liễu để nêu bật tính cách nghĩa hiệp, sẵn sàng hy sinh vì đại cục của Titan Cameraman. Và bạn có nhận ra điều gì không? Vị trí này, các nhân vật này hoàn toàn trùng khớp với tập 59 Skibidi Toilet bản gốc, nhưng cốt truyện thì hoàn toàn ngược lại. Chiến thắng đổi thành thất bại. Titan Speakerman được giải thoát đến cứu tộc Speaker thành Titan Cameraman bị ký sinh, và bọn Skibidi Toilet đang trên đà thừa thắng xông lên, cảnh vui trở thành cảnh buồn. Ủa gì đấy? Và tên lửa đẩy dưới đích nữa, trông nó không giống bất cứ thứ gì của bản gốc. Có lẽ những tập tiếp theo chúng ta sẽ được chứng kiến những khả năng mới của Skibidi Toilet trong đa vũ trụ này. Ok, giờ mới là lúc kỳ lạ nhất, thú vị nhất của tập phim này đây. Một anh chàng Clockman xuất hiện với cây búa trên tay, đốn ngã con sò Skibidi Toilet để giải cứu cho Cameraman POV. Tiếp theo đó là anh Clockman khác. Bơm khá thích cách tạo hình của tộc người này. Như các bạn thấy, mỗi người có diện mạo riêng, từ nón, đầu đến quần áo vũ khí, tất cả đều khác biệt. Không muốn so sánh đâu, nhưng có lẽ Dom tạo hình nhân vật tốt hơn Đa Phúc Boom. Dom cho mỗi nhân vật một nhận diện khác nhau. Các anh chàng này còn toát lên vẻ sang trọng quý phái của quý tộc thời xưa. Và sức mạnh cũng vượt trội nữa, đó là ngưng động thời gian. Anh chàng Large Clockman khi sử dụng tuyệt kỹ này sẽ cho đồng hồ đếm ngược một khoảng thời gian nhất định. Lúc này, chỉ có tộc Clockman và những anh có đeo đồng hồ ở tộc người khác mới có thể di chuyển. Bây giờ thì đặt thuốc nổ vào bọn Skibidi Toilet thôi. Đồng hồ đếm ngược trở lại 12 giờ, mọi thứ trở lại bình thường. Và bùm bùm bùm, cứ như là cảnh phim Hollywood vậy, ngầu thiệt sự luôn. Giờ Bùm sẽ đưa ra đánh giá tổng thể về Skibidi Toilet đa vũ trụ của Đồng. Về tạo hình nhân vật, đối với Titan Cameraman và Titan Speakerman thì không được đẹp như bản gốc. Nhưng đối với các anh chàng Clockman thì phải nói là tuyệt vời. Đơm đã xây dựng cốt truyện khá tốt khi tạo được cao trào cho tập phim bằng cảnh Titan Cameraman bị ký sinh. Đặc biệt hơn nữa là cho đứa con tinh thần của riêng mình, chính là tộc Clockman xuất hiện rất hợp lý. Cùng với bộ kỹ năng bá đạo, tộc Clockman làm cho người xem hứng thú, rất muốn theo dõi tập tiếp theo xem diễn biến sẽ như thế nào. Phần âm thanh của phim thì chỉ ở mức chấp nhận được, các laser âm thanh chưa được điều chỉnh hợp lý cho lắm, âm lượng tương đối đều nhau, không có to nhỏ xa gần. Điểm trừ ở đây là các nhân vật di chuyển vẫn còn khá gượng gạo, chưa được tự nhiên. Đây chỉ là phân tích chi tiết của tập 1 Skibidi Toilet đa vũ trụ của Dom. Ở những tập tiếp theo, ta còn chứng kiến những cảnh quay đáng chú ý khác, như là solo hip hop alo giữa Speakerman và Clockman. Căn cứ đẹp huyền ảo của tập Clockman, khả năng quay ngược thời gian của anh chàng này, đoạn code kỳ lạ cùng dòng chữ Future chứa đựng nhiều bí ẩn, tạo hình đẹp không thể diễn tả nổi của Titan Clockman, cùng bộ vũ khí và sức mạnh khủng khiếp, thôi miên luôn cả Skibidi Toilet. Một mình Titan Clockman cưng luôn tiến sĩ Skibidi và Z-Man. À, dịch chuyển tức thời nữa nè. Tóm lại, còn rất nhiều thứ hay ho có thể phân tích ở những tập tiếp theo. Tuy nhiên, dù gì đây cũng là sản phẩm ăn theo Skibidi Toilet của Đa Phúc Boom. Bùm đang cân nhắc thêm có nên phân tích tiếp hay không, vì nó khá nhạy cảm. Thôi thì thuận theo ý kiến của các bạn vậy. Các bạn hãy bình luận giúp Bùm nhé. Bùm ơi, làm tiếp hoặc là ngừng lại, chỉ phân tích Skibidi Toilet bản gốc. Cảm ơn các bạn. Mình là Bùm, nhớ like và đăng ký kênh nhé. Bye bye.